Đoạn kinh sau là nói về sự tai hại của thất tình lục dục, là bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc ham muốn của con người. Gồm chung trong câu nói ngắn gọn là thất tình lục dục. Thứ nhất, thất tình. Đây là thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có, như vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn. Hay nói cách khác là hỉ nộ, ai lạc, ái ố và dục vậy. Bảy trạng thái tâm lý này luôn luôn tiềm ẩn ở nơi tâm thức của chúng ta. Hễ khi nào gặp một cơ hội thuận tiện, tự nhiên các tình cảm ấy sẽ hiện ra nguyên bên ngoài, như bộc lộ ra nơi nét mặt hay nơi cử chỉ, trong lời nói, vân vân. Như khi vui, người ta có bộ mặt tươi tắn, lúc buồn, mặt ủ rột, lạnh nhạt, còn giận thì mặt tái mét xanh xao, yêu thương, mặt đỏ, nóng bừng, vân vân. Một trong bảy thứ tình cảm trên thái quá cũng khiến cho tâm sinh lý của con người xáo trộn, mất quân bình và gây ra những hành động thiếu ý thức và tai hại. Để đối trị lại với thất tình, Phật giáo đưa ra thất giác chi, tức là bảy điều hiểu biết đúng đắn, là chọn lựa phương pháp chuyên cần, mừng vui, nhẹ nhàng, suy nghĩ, định tĩnh tâm thức và xả bỏ những ý tưởng thấp hèn. Thứ hai, lục tục, là sáu điều ham muốn đã trở thành thói quen khó sửa đổi, là sắc dục, thấy các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng và hình sắc nam nữ rồi tham đắm vào đó. Hình mạo dục là thấy hình dung đoan chánh, tướng mạo tốt đẹp và sanh lòng tham đắm. Uy nghi tư thái dục là thấy tướng đi, đứng, nằm, ngồi, nói cười mà sanh lòng ái nhiễm. Ngữ ngôn âm thanh dục là nghe tiếng nói trau chuốt êm ái, thích ý vừa lòng, giọng ca lạnh lót, tiếng nói dịu dàng mà sanh lòng yêu mến. Tế hoạt dục, thấy da thịt của nam nữ mịn màng trơn láng mà sanh lòng yêu mến. Nhân tượng dục, thấy hình nam nữ dễ thương mà sanh lòng đắm trước. Thế gian là giả huyền, là vô thường vô ngã, sanh sanh diệt diệt. Khi nhân duyên hòa hợp thì vạn pháp sanh, và khi nhân duyên tan rã thì vạn pháp diệt. Cho nên tuy vạn pháp sanh sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh, mà chúng ta vẫn luôn luôn tự tại trước sự sanh diệt, diệt sanh này. Nếu biết áp dụng huyền nghĩa của đoạn kinh này vào trong cuộc sống, con người sẽ không còn chấp tướng, tức là chấp vào hình sắc, âm thanh, ngôn ngữ, lời nói, văn tự, thì cuộc sống sẽ an vui tự tại, không còn ràng buộc khổ đau. Nếu không chấp vào hình tướng, thì con người sẽ không còn quan trọng đến nhà sang, xe đẹp, áo lụa, quần là, xe xuôi trưng diện xa hoa, mà chỉ cần đứng đắn chỉnh tề, tâm tư thanh thoát và ung dung tự tại. Nếu không chấp âm thanh, lời nói, văn tự, vì chúng là giả huyền, là sinh diệt, thì con người sẽ dửng dưng trước những lời khen tiếng chê và xem những tiếng thị phi như gió thoảng ngoài tai, mà hướng tâm thanh tịnh để thấy rằng nhất thế sắc giai thị Phật sắc, nhất thế thanh giai thị Phật thanh. Có nghĩa là nếu có tâm thanh tịnh thì tất cả hình tướng đều là hình tướng Phật, và tất cả âm thanh đều là âm thanh Phật. Thất tình lục dục ví như những cục nam châm lúc nào cũng muốn hút con người vào trong quỹ đạo đam mê, tham đắm sắc dục mà không có lối thoát. Bây giờ có chánh niệm, liền niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tâm liền bừng sáng, nên sống với tánh giác thanh tịnh của mình. Một khi tâm đã thanh tịnh thì cũng cái thế giới mà người đời gọi là thất tình lục dục đó, nhưng đối với ta thì bình yên thanh thản, không còn cái gì quyến rũ nữa. Những mong muốn tìm cầu được thỏa mãn là vị ngọt, thích một thứ âm thanh, một loại nhạc nào đó mà nghe được nó là thỏa mãn. Sự thỏa mãn đó chính là vị ngọt của dục lạc, là cái đã đáp ứng được cho lòng tham muốn, làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc khi vừa mới đạt được. Bản tính của dục lạc là không bao giờ được thỏa mãn, từ ham muốn này đến ham muốn khác, cho nên con người không bao giờ dừng lại ở cái gọi là hạnh phúc. Vì sự khao khát mong muốn vừa mới đạt được, vừa mới chớm thấy hạnh phúc, con người lại thấy
tham muốn cái khác, cái cao hơn và cao hơn nữa. Chưa bao giờ lòng dục, lòng tham về dục lạc có một điểm dừng. Vì vậy mà tạo nên một trạng thái bức bách. Khát khao không bao giờ được bình yên. Nói như thế thì dục lạc chỉ là cái vui tạm bợ nhất thời và thường đưa đẩy chúng sinh đốn sâu vào vòng sinh tử triền miên. Chính Đức Phật cũng thừa nhận rằng dục lạc là một sự thật có mặt ở thế gian. Dục lạc ấy cũng đem đến hạnh phúc, đem đến sự khả ái, khả lạc, sự thỏa mãn cho con người. Nghĩa là Ngài cũng thừa nhận niềm vui của dục, công nhận nó có vị ngọt, làm quyến rũ con người. Nói khác đi, Ngài vẫn thấy rằng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc êm dịu, có vị ngọt, làm say đắm lòng người. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh bên ngoài. Còn khía cạnh tâm lý sâu xa hơn bên trong là bất cứ hiện tượng dục lạc nào cũng đều dẫn đến khổ đau. Cho dù bạn có ham thích bất cứ thứ gì trên thế gian này thì sự đam mê này sẽ thay đổi, bởi vì bất cứ vật gì rồi cũng sẽ bị thời gian vô thường thay đổi, biến hoại. Muốn đạt được hạnh phúc, thỏa mãn được dục lạc, con người phải ra sức tìm cầu, phải tạo dựng để gặt hái kết quả. Con người cần có nhà đẹp, xe tốt, nhiều tiền, danh vọng, ăn ngon mặc đẹp, nên phải cố gắng làm lụng vất vả, chịu đủ sự khổ đau nhọc nhằn đến với bản thân như đau ốm bệnh tật, chịu đựng nắng gió mưa lạnh và vô số chướng ngại khác để đạt được mục tiêu, có khi còn phương hại đến cả tính mạng. Vì lý do này hay lý do khác, con người không ngừng cố công tìm cầu nhằm thỏa mãn cái mà con người ta gọi là giá trị của cuộc sống. Nhưng cuộc sống thì không đứng yên. Giá trị cuộc sống mà con người quan niệm thay đổi từng giây từng phút. Cái giá trị này của ngày hôm qua thì ngày hôm nay đã bị thay thế bằng một cái khác giá trị hơn. Cuộc tìm cầu giá trị của cuộc sống cứ xoay quanh, lẩn quẩn, xem ra không có lối thoát. Nhưng rồi con quỷ vô thường không tha cho một ai cả. Những gì con người trân quý thì cũng không nắm giữ nó mãi. Con người sẽ khổ đau khi tài sản hạnh phúc tan rã, cuộc sống gặp trắc trở rủi ro. Họ sẽ buồn khóc than trời trách đất, và thái độ tiêu cực đó chỉ mang lại cho bản thân của họ thêm đau khổ vướng mắc. Vì thế Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy mà tài sản ấy không đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền khóc than, đấm ngực, mê man, bất tỉnh. Ôi, sự nỗ lực của ta thật sự vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không có kết quả. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của các dục. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi khổ ách? Tuy Bát Nhã Tâm Kinh chỉ vỏn vẹn có 260 chữ, nhưng quan trọng nhất của Tâm Kinh vẫn nằm ở câu đầu: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Đoạn kinh Bát Nhã này chú trọng đến vấn đề thoát khổ. Con người sẽ thoát khổ theo Bát Nhã khi thực hành trí tuệ Bát Nhã sâu xa, soi rọi rõ ngũ uẩn là vô ngã, tức là không. Thấy biết ngũ uẩn là vô ngã là thấy biết tất cả các pháp là vô ngã, nghĩa là khổ là vô ngã, và người cảm thọ khổ cũng là vô ngã, bởi cả hai đều là duyên sinh. Như thế rõ ràng không thực có khổ, cũng không thực có cái gọi là con người thọ khổ, thì hẳn là không còn có một thứ khổ ách nào ràng buộc cả. Quan trọng nhất là chúng sinh thấy rõ ngũ uẩn là vô ngã thì không còn chấp thủ ngũ uẩn là mình, là của mình hay là tự ngã của mình. Nghĩa là thân này không phải là của ta, là của ta và thế gian vạn vật cũng không phải là của ta. Chấp thủ diệt thì ái diệt, khổ diệt. Đấy là ngõ vào giải thoát. Tóm lại, một khi đã thực sự nhận biết rốt ráo rõ ràng rằng trong ta không hề có cái ta hay cái của ta, thì lúc đó chúng ta sẽ khám phá một chân lý tuyệt vời, độc nhất vô nhị, là tinh hoa cốt tủy của Phật giáo mà ngày xưa chính Đức Phật đã chứng dưới cội Bồ Đề, là chân lý vô ngã. Đó là
thân thể này không phải là tôi, là của tôi. Những cảm thọ sướng khổ cũng chẳng liên quan gì đến cái tôi. Cái tâm đang quan sát cũng không phải là linh hồn của tôi, và tất cả những đối tượng của tâm như ý thức và hành thức cũng không phải là của tôi. Tuy căn bản của phiền não là kiến hoặc và tư hoặc, nhưng cái gốc để tạo ra những phiền não đó chính là chấp ngã. Chấp ngã đã phá thì chấp pháp cũng theo đó mà diệt. Bởi vì trong thì ngã không, và ngoài thì pháp không. Trong ngoài tự tại, tức là có giải thoát. Vì thế, nếu diệt được chấp ngã, thì tất cả những vô minh phiền não cũng tan biến theo. Ngày xưa, khi Đức Phật chưa chứng quả giải thoát, thì tham sân si, các lậu hoặc và ham muốn vẫn thỉnh thoảng dấy khởi, vướng mắc. Vấn đề này khiến cho Ngài ưu tư và cuối cùng nghĩ ra rằng, chỉ một mình quán như thật các dục vui ít, khổ nhiều chưa đủ, mà phải hành thiền để chứng được hỷ lạc do ly dục sanh mới có thể nhiếp phục và đoạn trừ các dục. Như vậy, hành thiền chứng được hỷ lạc do ly dục là thoát được dục lạc. Kinh nghiệm này của Đức Phật đã mở ra một con đường để giải quyết vấn đề dục lạc. Điều quan trọng mà chúng ta thấy ở đây là muốn hành thiền theo phương pháp của Đức Phật thì phải ly dục, ly bất thiện pháp. Bởi vì dục và bất thiện pháp là chướng ngại của thiền, là kẻ thù cần loại bỏ của thiền. Nói rõ hơn, thiền không phải là một pháp môn trong 84.000 pháp môn tu của Đạo Phật, tức là Đại Thừa, mà thiền là mạng mạch, là cốt lõi của Đạo Phật. Nhờ hành thiền mà Thế Tôn đã chứng ngộ và khai sáng ra Đạo Phật. Suốt 49 năm hành đạo của Ngài, Đức Phật thực hành thiền với nhiều hình trạng khác nhau, và trong suốt thời gian hành đạo này, Ngài luôn hành thiền trong cả bốn oai nghi, trong khi sinh hoạt, khất thực, thọ trai và tất nhiên vẫn luôn tọa thiền. Khi đã thông hiểu tính vị tha vô ngã, thì con người có thể khắc chế được tâm tham đắm dục lạc, bớt lòng ích kỷ, hướng về cứu giúp chúng sinh để phát triển bồ đề tâm. Chúng sinh nên lấy từ bi và trí tuệ làm gốc, bởi vì từ bi là tình thương không phân biệt thân sơ, và chính là tình thương chân thật bình đẳng. Nhưng từ bi mà không có trí tuệ thì từ bi dễ bị tình cảm chi phối, thiếu sáng suốt và yếu đuối, dễ bị sa ngã. Còn trí tuệ mà thiếu từ bi thì thành trí tuệ khô, tức là sự khôn ngoan, mánh lới, chỉ làm lợi ích cho riêng mình, phát triển tánh tham tật đố và tăng trưởng bản ngã,